nào không phú. Đây này ông này, kiểm định đây này. Vâng. Đấy, kiểm định đấy. Có tạo dùng đi khai thác trên máy, nhiều nhất là 6 tạ. Thế đây là đá, nó là đá ruby ạ? À? Ruby xin chứ không? Vâng. Hiểu. Thế tôi phải cuốn vào đây đi để lễ lễ cho ngài đây. Thì bảo giờ kiếm đâu ra cái mặt đây này, vài trăm triệu. Đấy, như đấy, này mà. Vài trăm triệu. Ôi xịt mẹ. Vâng. Cho em cầm thử gãi vài trăm triệu. Giống anh rồi vẫn nào. Vâng. Vâng. Hồi đến đây, đây nhá, mình chứng kiến là mình được cầm mặt hàng vài trăm triệu, em gửi lại chị. Thôi thôi thôi, em gửi lại. Mặt, vâng. Mặt liễn đẹp. Đấy. Cầm đá phải biết cầm. Đẹp đấy. Đó là. Đây thì đây, tôi đi đâu? Bạn nói cho chị. Ruby đấy. Vâng. Nhiều luôn. Này mà phát xe làm gì này? Muốn luôn ngón tay vào. Chị ơi, đấy, không chị đọc chính số máy điện thoại của chị đi. 0983. Đã đọc rồi. Không, cứ để. 2899. Đúng rồi, là xong. Kiếm đồ đàn mặt. Người kia này. Này. Như bông hoa. Đấy, này. Cái này hàng năm phi nó nhưng mà chất lượng chả được đẹp. Cái này có nhiều người. Nói chung là mình cũng không có chủ định đâu các bạn ạ. Tức là mình vô tình, mình đi trên đường thì gặp các bác mua đá phong thủy. Thì là cũng gặp các chị, các anh, gọi là nó là cái duyên các bạn ạ. Nó là cái duyên, đây là gặp trực tiếp ở ở xưởng đá này, các bạn nhìn này à. Chứ còn là mình hôm nay là cũng không phải là chủ định đi mua hàng đâu. Mà hôm nay mình cũng không có tiền mua. Đấy, tức là cái này là gặp các bác và các chị, nó có duyên các bạn ạ. Đấy, chúng mình gặp nhau là nó là cái duyên. Sản phẩm của chị, các bạn thấy chị giới thiệu. Đấy, chị chủ. Đóng gọn nó vào đây, nó khớp nó kìa. Vâng. 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 Aqua này nào có những viên 7 tấn ạ. Một cân. Đấy, sản phẩm nó đặc vàng thật, đá ruby. Bên này có viên ông Trọng tặng. Vâng. Ông Trọng tặng. Ông Trọng, Trọng tặng cho viên này. Ông ở cả cái Việt Nam này chỉ có một hai viên thôi, ông một viên thôi. Thì ông bị tai biến. Chỉ thu vài thôi cho. Bác nhìn trong đây nó có một cái bản đồ trong đấy. Đấy. Đặc là tupi. Trong ấy. Đeo vào đi để cho anh đấy. Đá. Em biết bao giờ đá đỏ. Thế mà nghèo thế rồi. Đấy, vàng đấy là vàng thật. Đấy, con nhá, con nén từng cái một, không phải làm thế đâu, ở đấy đâu. Vàng thật đá đỏ đấy. Nén đi, nén xuống đi. Đấy, tất cả mọi người chứng kiến này, đẹp không? Đấy. Đây, tôi đeo kim đấy. Cương này, mấy tỷ thế này, ông này. Vâng. Đấy, tôi đeo gì đâu. Đấy, nhận đi là kim cương thật ạ, à, chị. Vâng. Cương này chứ còn... Ông còn chơi đồ giả. Hàng xịn, đặt hàng xịn đấy. Đeo vàng, ông đeo, mẹ Tuấn đeo đồ giả. Vâng. Ban ngày thì cho vào, ban ngày thì cho quay đồ ra. Vâng. Đeo, vâng. Đấy. Đấy. Đấy kiểm định không này? Vâng. Đấy. À đấy, nó có kiểm định, giấy kiểm định nhỉ. Đâu? Anh cho em xem cái giấy kiểm định nhỉ. Và cái kiểm định này. Đấy. Nó có số, anh quay thẳng vào đây. Đấy các bạn nhìn kiểm định này, đấy. Mặt kia anh cho em xem mặt kia nữa. Đấy, kiểm định đấy, nó có kiểm định. Thế là chị cũng là cái đoạn mà. Đây là cái duyên. Đây là cái duyên gặp nhau chứ cũng mình cũng không có cái chủ định gì đâu các bạn ạ. Đấy. Hàng là hàng thật của chị đấy. Cái này để vào đấy thôi, còn cái này để chỗ khác. Bởi vì chị là mình cũng không quen biết. Đi trên đường thì mình vô tình thì lại thấy chị mua viên đá phong thủy. Thì là coi như là ngồi nói chuyện tâm sự. Tôi vẫn là đệ của ngài thôi. Vâng, vâng. Và số máy điện thoại của chị đấy, các bạn thấy sản phẩm liên hệ. Đường đem nhiều. Tôi làm viên đá cho nên nhiều lắm, tôi vẫn dặn cho. Đây. Ban ngày như này thôi mà tí nó sáng. Tối sáng đúng không? Rồi. Nó phát sáng hả chị? Vâng. Các bạn nhìn chủ nhân này. Đấy. Đấy. Trông như Phật chưa? Thành đấy, thành châu Phi rồi. Nào cho cái này vào đi.
Nó ông nọ rồi vay mượn được 70 triệu đưa cho đi trước Khang để làm cái kia rồi. Khang bắt đầu có tin tức thì mới nói để thu cái tiền lại. Thôi mình làm cái đoạn video đây, mình chào các bạn. Không, mình sẽ làm video tiếp theo đấy. Xem bạn đàm nữa. Chú chào các bạn.